rồi. Trời ơi. Muốn thay vị thôi. Gà mình nuôi. Còn vài món nữa chứ đem ra. Đang là làm được con ba càng. Xe gì này cắt. Cắt cho cùng đi. Làm đầu đây thì chuẩn cả. Tuấn thì thẻ tay sẽ nát ra. Phải. 5 năm sẽ đi tới ấy à. Con phải chờ. Bà già. Bà tay không? Cần gì? Cài dơ. Dơ vào rửa à? Cái phải hết. Mới chuẩn bị được các kiểu mà học hành rồi, gà cũng phải Sapa TV vào đây. Tép sở ngon được ba của mình thì con đi ngon à, con đi là chắc rồi, đây chắc này, con đi gà trọi, con đấy đúng con gà trọi mà, cũng lớn đấy mà gà trọi nó chắc luôn, các gì giờ mấy cái cái đúng rồi, ăn đi ông gà cha, bữa ăn mẹ ăn thích thì ăn mà thích thì
bơ với ầu thơm. Cắt đúng cái khớp có được con gì nữa. À không biết ăn. Ăn là ăn cái đầu cánh không. Mấy ông ngày trước cứ bảo cứ bảo ăn đầu cánh thì cứ đi chọn cái nhọn ăn đi. Ăn lại có cái nhọn. Ơ bây giờ năm em sẽ về xe 53 54 vậy à? Xe tôi cũng người cũng cọc chứ nhỏ là cô ấy đó. Xe nó xe vậy. Đây nó đổ bạc tài có phải đứa chứ mà giờ là cái đám bạc tài của vợ. Đấy, không ăn ba cái đi. Không ăn cái gì. Cái mặt đấy nha. Tuấn ăn cả mặt nó đều như nhau hết. Ôi năm nó sẽ xong rồi đi mang bao tay và để bán. À đi đâu tay ăn à? Vậy thì mỗi người cái bao tay cầm vào để ăn. Ông Hy, ông Thắm. Ngồi đây đến lúc đấy, 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 đến lúc nuột gà đi vào. Tôi uống rồi. Đây giọng thì không nghe máy đâu. Hai bạn ngồi đây nè. Nay không ăn đi mai rằm rồi đấy. Tôi uống đều đi. Rồi. Chị chịu quá đứng dậy đi nữa. Đúng rồi. Bây giờ ăn nữa con tay. Quả gà nướng thì tao bây giờ thử ăn. Tính nghĩa nào cũng được. Gà mà mình luộc ăn không ăn được. Toàn luộc. Mình luộc bây giờ nó không luộc. Nó non ăn nó ngọt. Ngại. Này. Ừ. Ừ.
ấy, đây, đây. Chú ông ấy. Ở đâu? Sáu cây à? Sao bảo mua chứ đâu phải ấy ăn. Bảo là gọi điện đi mua nòng chó về nằm rồi mà. Cả cơ gạt bệnh ngọt. Cũng nhanh. Cũng nhanh nhìn đỉnh. Mặt nó toàn cố miếng đi rồi. Một con đàn gà hôm nay đưa không? Nhiều quá. Có gà này thì được giàu, thịt mắt thịt làm như để như trên đây. Sắp bệnh rồi đấy. Gà đi lấy gà mua lại. Cái gà nó bất kỳ xôi rồi đấy, nó bất cơm, nó bất cơm. Có phải không gà, không ăn cơm? Wow, cứ nhảy con cơm không ăn quay. Nhát cho ăn, cứ nuôi như, cứ bữa cơm hóa đá, nó có nám riêng vô biển. Quá cơm mà nam. Nuôi như thật. Wow. Có cái gì đóng tiền hết chưa? Đóng rồi, cây. Mà cây hết đi cái. Cái để đó cho chân. Cây cũng hết đấy mà. Hai cái tên lòng chó đây có thịt chó chứ. Không mô. Con nào rủ đi ăn lòng chó. Thịt đây là cả cái đùi nhiều thơm, cả cái đùi nhiều ăn gì. Em đang có đi làm. Không chưa? Bao giờ hết cái mầm này. Cái mận này này. Đang ăn thịt gà đấy chứ mận. Mận ngọt. Mận chứ là hư hết chứ mận thịt gà. Đây này, còn đây cái này này nha. Đấy chứ ông. Nhiều anh ăn phong khẩu gà thích ăn. Cái phong khẩu gà đấy, cái phong khẩu ngàn á. Ồ, cái khẩu ngàn nữa. Nhà ông ngàn nó được là một cái kia. Cái ngàn vườn mà cái bầu khẩu chắc đẩy ăn thơm lắm đó. Cái cọc vườn bà này đang hết cái nơi đi. Một cái cháy chứ luôn. Ăn vậy, ăn chỗ đoạn nó thơm bùi bùi á. Nhiều tháng ăn được đây, đó rất là cùng hơn cái nữa. Ăn cái nước có được hôi thì ăn là ăn xong mới nuôi, cái nào không có bị hôi. Họ đang ăn mà cái nước nó hôi lắm. Nói nữa anh à. Thấy nó cua là con nó hôi. Cái con gà nhé mà con hớt gà. Nếu mà hớt cái đây đi mà luộc thì nhá, nó mất vị. Mất vị. Nó không còn còn ra cái tít cái gì. Nó không còn. Chú nó triệu múc luôn hôm nay. Chú tin tưởng thì ngô. Thằng đấy nào mà thằng đấy không dám đá ấy đâu. Chặt đi anh kiểu ăn ký mốt sắt ỉa ký mốt đinh, ăn ký sắt ỉa ký mốt đinh đấy đâu ra mà đá không ăn không tôm vất mẹ hôm nay thầy chùa đã đi ăn là cả cái đùi luôn chấm muối chấm muối thì cho chấm muối ăn ăn không tôm không thôi bác ăn cái gì mà như đây bắt đầu làm mắm tôm không bỏ tí cái chai trong nhà mắm tôm bác có mà trong cái bịch thì mình niêm mẹ luôn. Nam đứng lên vô lấy tí trong chai lớn của cái ớt đây, ớt sát sẵn đó, bỏ tí đường luôn đấy, bỏ đường luôn lại mình tính luôn. Nhưng mà có chanh không? Ủa. À, một gì? Giả Huy vô ra mới trần khổ là Huy vinh, Giả Huy có cái mỏ mà dậy đó. Mỏ gà Huy đây. Mỏ phạm à? Ở cái khắp chứ ạ. Mỏ chắc luôn, chả ở đây. Nhưng mà đá nộ với thằng gà này đi là mấy. Anh con lên đấy đi tới về, có một tới đá. Đá chết được tới luôn, chứ đá kiểu này hư hết cả đó. Nhảy vô 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 đá này đá chết ăn này. Đang cẩn sát tuần đây. Tích tích gì. Hay ông nhận nhau lắm cẩn sát của tôi đá.
đá chặt xác định đá thịt luôn đấy, đá cửa sắt đá luôn, đá cửa sắt luôn, đá thịt luôn, thích thì chơi, năm cho bạc thì em úp, thích chồng cửa sắt thì chồng cửa sắt, gà này của đá cửa 70. Nhưng mà hôm này hôm quay này đá con nào chứ đâu đá gà không thì hôm quay Huy quay mà Huy không đăng à? Đăng đăng rồi. Ở đâu? Ủa bác đăng không hôm đá gà Huy cơ mà. À đá gà Huy đăng còn bên nhà Huy đâu đăng. Có đăng đâu mà. Ăn gần xong rồi mới lên YouTube à. Quay mày chưa? Thì biết gì mà chờ điện giữa bắt mai vậy rồi. Đánh cái đeo chứ ngầu nước chè thấu đít bên đây thì mẹ nó vô sách tan gà nè. Vô luộc cái đánh khi đeo bắt mai nói anh em cha thì vợ phải gặp anh ăn thôi chứ có gì đâu. Từ bữa mà bắt cái này thầy Lương nói gì? Mẹ ông dẫn thằng đó. Để cái này khác. Rồi. 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 Mai đây cậu ơi. Điện bắt mai mình điện mai cái đùi của tôi, nhìn cái đùi của tôi lộn lắm. Điều qua em làm cái này cái đùi của tôi. Ngoài, vẫn là không. Làm mơ là đúng, làm mơ. Làm mơ. Thịt chúa đúng rồi, có làm mơ. Ờ, nói rằng nói thịt chúa đều có làm mơ. Thịt. Con này không ăn cái bịch như phải ổn bậc. Trời mồ như giờ lòng cái đèn đây mấy người giờ em đang kiếm tiền uống đồng tiền là vậy gì chó là phải có mắm tôm có đàn bà mới vui cạnh sọc bộ sọc cũng mùi dịch ở đây nó cắt đầu rồi mẹ bà chị cắt gà mà cháu bắt cắt gà đấy mẹ bắt cá cho ai tôi bảo tí đi tí đâu luôn cái cho ai đánh luôn luôn không phải là mình nhiều mà đâu có ăn nha đâu con mắt mẹ cái gì mà tôm nhưng mà nó mặn đúng không ạ cô đây bán hàng à rồi rồi bao lợn lợn nhăn nhăn ghê nhiều mới đi cả tao đi cầu nhổ tóc thấy bà luôn. Tôi đi chơi nhiều như vợ tôi không biết bảo cái gì của mình là của mình. Nó bật nữa mà bật bật thì biết bao là giữ không được đúng không? Giờ ghen người ta cười, giờ kéo ơi chơi ghê. Đã không giữ được thì cũng ghen cơ mới không giữ được. Có gì không mà còn anh một. Quay ngang lâu lâu mặt mình. Mưa mà qua tôi bên cạnh làm bốn cái này mua bảy ba mươi thì bà bốn cái đấy nướng ấy ăn nó dài nó đã biết nướng dài nó 35 ngàn chứ bác lương lòng ăn anh em lại biết dài mua bốn cái trăm hôm nọ tao mua 5 cái luôn ngon lắm nhiều sướng mà chúng biết ăn đâu mà lên đâu biết ăn mua 5 cái mà